Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác ở vô lượng vô số thế giới phương Đông hiện đang giảng nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu cho đại chúng. Ở đó cũng có các đại Bồ Tát tịnh tu phạm hạnh, chẳng lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, chư Như Lai ứng chánh đẳng giác ấy đều ở giữa đại chúng, đều tự nhiên hoan hỉ tán thán khen ngợi tên họ và các công đức của đại Bồ Tát ấy, gọi đó là công đức chân tịnh, chẳng lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Phương Nam Tây Bắc bốn phía trên dưới cũng như vậy. Thiện hiện nên biết, có Đại Bồ Tát, từ lúc mới phát tâm hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, lần lần viên mãn đạo Đại Bồ Đề, lần lần viên mãn Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, cho đến sắp đắc trí nhất thiết tướng, cũng được tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, ở vô lượng vô số vô biên thế giới chư Phật khắp mười phương, ở trong đại chúng tự nhiên hoan hỉ tán thán khen ngợi tên họ và các công đức của Đại Bồ Tát ấy, gọi đó là công đức chân tịnh tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát ấy làm những việc khó làm, không làm mất hạt giống của Phật, làm lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình. Bấy giờ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, những Đại Bồ Tát nào được Phật Thế Tôn ở trong đại chúng tự nhiên hoan hỉ tán thán khen ngợi tên họ và các công đức, đó là vị bất thối chuyển hay thối chuyển? Phật dạy: Thiện Hiện, có Đại Bồ Tát trụ vào bất thối chuyển, hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, được Phật Thế Tôn ở giữa đại chúng tự nhiên hoan hỉ tán thán khen ngợi tên họ và các công đức. Lại có Đại Bồ Tát, mặc dù chưa được thọ ký, nhưng tu phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng được chư Phật ở giữa đại chúng tự nhiên hoan hỉ tán thán khen ngợi tên họ và các công đức. Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, những vị nói ở đây là Bồ Tát nào? Phật dạy: Thiện Hiện, có Đại Bồ Tát theo Phật bất động, làm Bồ Tát lúc nào ở đâu cũng tu và học, đã được an trụ vào ngôi vị bất thối chuyển. Đại Bồ Tát ấy được Phật Thế Tôn ở giữa đại chúng tự nhiên hoan hỉ tán thán khen ngợi tên họ và các công đức. Lại có Đại Bồ Tát theo Đại Bồ Tát biểu tràng, Đại Bồ Tát thi khí để tu học. Đại Bồ Tát ấy, mặc dù chưa được thọ ký, nhưng siêng năng tinh tấn thực hành phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, cũng được chư Phật ở giữa đại chúng tự nhiên hoan hỉ tán thán khen ngợi tên họ và các công đức. Lại nữa, này Thiện Hiện, có Đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu đối với tất cả Pháp là tánh vô sanh, mặc dù tiên hiểu sâu sắc, nhưng chưa chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, mặc dù tiên hiểu sâu sắc, nhưng chưa chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Đối với tất cả Pháp hoàn toàn là tánh không, mặc dù tiên hiểu sâu sắc, nhưng chưa chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Đối với tất cả Pháp đều là tánh tịch tĩnh, mặc dù tiên hiểu sâu sắc, nhưng chưa chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Đối với tánh của tất cả Pháp đều là viễn ly, mặc dù tiên hiểu sâu sắc, nhưng chưa chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Đối với tánh tất cả Pháp hoàn toàn không sở hữu, mặc dù tiên hiểu sâu sắc, nhưng chưa chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Đối với tất cả Pháp là tánh chẳng tự tại, mặc dù tiên hiểu sâu sắc, nhưng chưa chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Đối với tất cả Pháp là tánh không chắc thật, mặc dù tiên hiểu sâu sắc, nhưng chưa chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Này Thiện Hiện, những Đại Bồ Tát ấy cũng được chư Phật ở trong đại chúng tự nhiên hoan hỉ tán thán, khen ngợi tên họ và các công đức. Thiện Hiện nên biết, nếu Đại Bồ Tát được Phật Thế Tôn ở trong đại chúng tự nhiên hoan hỉ tán thán khen ngợi tên họ và các công đức, thì Đại Bồ Tát ấy vượt qua địa vị thanh văn độc giác, chắc chắn đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện Hiện nên biết, nếu Đại Bồ Tát hành phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, được Phật Thế Tôn ở giữa đại chúng tự nhiên hoan hỉ tán thán khen ngợi tên họ và các công đức, thì Đại Bồ Tát ấy nhất định sẽ an trụ vào địa vị bất thối chuyển. Sau khi an trụ vào địa vị ấy rồi, thì mong chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lại nữa, này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát nghe nói tất cả ý nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, mà không nghi ngờ, không mê loạn, chỉ nghĩ như vậy, như Phật nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, lý của nó rõ ràng đúng, không có điên đảo, Đại Bồ Tát ấy nhờ có niềm tin thanh tịnh sâu sắc vào Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy, lần lần sẽ được ở chỗ Phật bất động,
và các đại Bồ Tát, nghe hết Bát Nhã Ba La Mật Đa và tin hiểu sâu sắc vào ý nghĩa của kinh. Sau khi tin hiểu sâu sắc rồi sẽ được trụ vào địa vị bất thối chuyển. Trụ vào địa vị này rồi sẽ mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Thiện hiện nên biết, nếu đại Bồ Tát chỉ nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy mà có lòng tin hiểu không phỉ báng, mà còn đạt được nhiều căn lành thù thắng, huống là